trải nghiệm Bình Liêu. Bình Liêu là điểm du lịch khá mới của tỉnh Quảng Ninh, tuy còn hoang sơ nhưng cũng rất thơ mộng. Với địa hình núi cao, nhiều phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp và cuộc sống tràn ngập màu sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ đã thu hút rất nhiều du khách đến khám phá và trải nghiệm. Thời điểm ghé thăm Bình Liêu. Bình Liêu mùa nào cũng đẹp. Nếu bạn đến vào mùa xuân từ tháng 1 đến tháng 3, lúc này hoa trầu nở rực rỡ, tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội trải nghiệm không khí lễ hội sôi động của đồng bào các dân tộc như lễ hội Đình Lục Nà diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng, hội hát Sóng Cọ, Giao Duyên vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, ngày hội Kiêng Gió diễn ra vào ngày 4 tháng 4 âm lịch. Mùa hè ở Bình Liêu khá mát mẻ, bạn sẽ được khám phá những thác nước trắng xóa giữa núi rừng tạo nên một phong cảnh vô cùng hùng vĩ, nên thơ. Nếu đến đây vào cuối tháng 7 và tháng 10, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Tháng 10 đến tháng 11 là mùa cỏ lau ở Bình Liêu. Khắp các cung đường, cỏ lau trắng xóa, trải dày bất tận tạo nên một vẻ đẹp vô cùng nên thơ, lãng mạn. Còn đến vào mùa đông, nếu may mắn, bạn có thể săn băng tuyết trên đỉnh Bình Liêu. Phương tiện đi lại. Khoảng cách từ Hà Nội tới Bình Liêu là khoảng 280 km. Bạn có thể đi xe khách và các phương tiện cá nhân khác. Nếu bạn đi bằng ô tô, đi theo hướng cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, đi tiếp theo hướng quốc lộ 18 và 18C là đến Bình Liêu. Nếu bạn đi xe máy, thì theo lộ trình Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 18, qua Quế Võ Bắc Ninh, Phả Lại, Sao Đỏ, Đông Triều Quảng Ninh, Uông Bí, Hạ Long, Cầu Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Tiên Yên, ngã ba Tiên Yên rẽ trái sang quốc lộ 18C đi về hướng Hoành Mô thêm khoảng 28 km là đến nơi. Sau khi tới Bình Liêu, bạn có thể thuê xe máy để có thể khám phá các địa điểm du lịch tại đây. Địa điểm lưu trú. Các khách sạn ở Bình Liêu tập trung chủ yếu ở khu vực thị trấn. Bạn có thể lựa chọn một số khách sạn, nhà nghỉ như khách sạn Bình Sơn, khách sạn Bình Liêu Palace, nhà nghỉ Hòa Yến, nhà nghỉ 4 mùa. Bên cạnh những khách sạn hay nhà nghỉ, nếu muốn cảm nhận rõ nét hơn cuộc sống, tập tục và văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây, bạn có thể lưu trú ở homestay như homestay A Giào, A Píu, homestay Sông Móc House, homestay Hoàng Sằn cũng là một trải nghiệm thú vị. Những điểm tham quan nổi tiếng tại Bình Liêu. Sống lưng khủng long và cột mốc 1305. Đây là cột mốc thuộc đường tuần tra biên giới tọa lạc tại điểm cao nhất của Quảng Ninh. Để đến được đây, bạn phải đi qua con đường được ví như sống lưng khủng long dài hơn 2 km. Đường đi khá dốc, có nhiều đoạn dựng đứng, hai bên là vực sâu thách thức những người chinh phục. Tuy nhiên, khi đến nơi, bạn sẽ ngỡ ngàng vì quang cảnh nơi đây tuyệt đẹp, xứng đáng để bạn chinh phục. Cột mốc 1297 và thiên đường cỏ lau lãng mạn. Cột mốc 1297 nằm ở xã Lục Hồn, cách trung tâm huyện Bình Liêu 30 km. Cung đường không quá xa nhưng uốn lượn. Đến đây vào tháng 10 và tháng 11 hàng năm, bạn sẽ được tận hưởng cả một thiên đường cỏ lau vô cùng lãng mạn. Dọc cung đường, bạn sẽ thấy những đồng cỏ lau vào mùa đẹp như tranh vẽ, trải dài bất tận. Còn gì tuyệt vời hơn khi được phi vù và thả mình giữa những cánh đồng ngút ngàn và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Thác Khe Vằn. Khe Vằn bắt nguồn từ tiếng đồng bào quen gọi, Vằn là khói, Khe Vằn là khe nước có khói. Thác Khe Vằn bắt nguồn từ dãy Khe Vằn thuộc độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, được coi là một thác nước lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Với độ cao con thác lên tới gần 100 mét, từ trên cao, dòng nước ào ào đổ xuống mạnh mẽ, bọt tung trắng xóa, tạo nên những con nước li ti mềm mại như khói. Nắng chiếu lung linh, huyền ảo khiến cho không gian núi rừng đẹp như một bức tranh. Núi Cao Ly. Núi Cao Ly có 8 đỉnh núi cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, trong đó cao nhất là đỉnh Cao Xiêm với 1.429 mét. Nơi đây có tài nguyên rừng phong phú, là khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn nên khí hậu rất trong lành và mát mẻ. Núi Cao Ly có những khu vực săn mây và cắm trại tuyệt vời dành cho du khách. Nếu bạn đến núi Cao Ly từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8, men theo những ngả đường lên núi Cao Ly, hoa mùa bùng nở tím ngắt trên khắp các vạt đồi, vô cùng lãng mạn làm say đắm lòng người. Bản Sông Móc. Bản Sông Móc nằm trên sườn hệ thống núi Phiêng Chè, Cao Ba Lanh thuộc xã Đồng Văn. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét, toàn bộ bản được bao bọc bởi núi cao, mây phủ, chập trùng ruộng bậc thang, thấp thoáng những ngôi nhà truyền thống của đồng bào và thác nước hiền hòa xa xa.
Cảnh quan trong lành, yên bình, hoang sơ đặc trưng này được du khách ví là Sapa thu nhỏ. Bản Sông Móc là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Dao với những nét văn hóa và tập tục truyền thống đặc sắc, chắc chắn sẽ là điểm đến thu hút bạn khi ghé thăm. Đình Lục Nà. Đây là ngôi đình cổ ở Bình Liêu. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê và thờ tướng quân Hoàng Cần, một vị anh hùng có công lao lớn trong việc bảo vệ vùng đất này thời bấy giờ. Ông góp sức đánh bại giặc phương Bắc đến xâm lăng nước ta. Hàng năm, cứ vào dịp 16 tháng Giêng, đình Lục Nà lại mở hội tưởng nhớ công lao của ông. Chợ phiên Bình Liêu. Trước đây, chợ phiên truyền thống ở Bình Liêu thường họp vào những ngày lẻ trong tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngày nay, do điều kiện kinh tế của nhân dân trong vùng ngày càng phát triển, nhu cầu mua bán nhiều hơn nên chợ tổ chức họp thường xuyên vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Đây là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa của đồng bào năm dân tộc anh em sống trên địa bàn 7 xã, thị trấn trong toàn huyện và cư dân lân cận nước láng giềng. Chợ được chia thành nhiều khu khác nhau như khu ăn uống, bãi bán gia súc, gia cầm, bán hàng nông sản của địa phương. Đến chợ, ngoài mua bán hàng hóa cần thiết, bạn còn được gặp gỡ, trò chuyện, thưởng thức các món ăn đặc sản của đồng bào nơi đây. Đặc sản Bình Liêu. Bình Liêu không chỉ nổi bật với nhiều phong cảnh đẹp mà ẩm thực nơi đây cũng là điểm níu chân du khách. Các món ăn bạn nên biết để thưởng thức khi đến Bình Liêu đó là phở gà, cá suối, gà đen, bánh ngải, bánh cóc mò, bánh tài lồng, bánh vắt vai. Bạn cần chuẩn bị những gì khi đến Bình Liêu? Do địa hình đồi núi cao, chênh lệch nhiệt độ lớn vào ban đêm nên bạn nhớ mang theo áo khoác phòng trời lạnh, mang theo giày dép thấp để thuận tiện cho việc di chuyển. Ở Bình Liêu, các loại hình dịch vụ du lịch hiện nay vẫn còn tương đối ít. Nếu đến đây dài ngày, bạn nên chuẩn bị trước những đồ dùng thiết yếu cho chuyến đi của mình. Đặc biệt, nếu muốn chinh phục sống lưng khủng long thì bạn cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt và nên đi cùng với bạn bè, người thân để hỗ trợ nhau trong quá trình di chuyển. Với những thông tin của chúng tôi, mong rằng bạn tự tin hơn cho hành trình đến với Bình Liêu, Quảng Ninh. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và thú vị!